Nhiều người cha mẹ đem sách cái sự so sánh với con của mình. Tại sao chị có học giỏi mà con học chậm chạp vậy? Tại sao mà thằng hàng xóm học được, có không được? Biết không, mấy đứa ngoài kia là bây giờ nó làm ra tiền hết rồi. Thì bây giờ ăn không còn làm không ra được trò trống gì đó. Học không mà cũng không làm được cái gì hết á. Mẹ chán con gì đó đó thiệt. Ngày xưa biết đừng có sinh con ra. Thấy tất cả mọi thứ đều không làm được cái trò trống gì hết. Những đứa khác thấy không? Thấy thằng Tuấn chưa? Thấy thằng bé Lan chưa? Bây giờ tụi nó đi học về nó biết thương, nó biết chào kìa. Còn cái mặt gì đâu mà sĩ sĩ hoài. Làm sao mà chán. Trời ơi, nhìn con là mẹ thấy ngán tới rồi. Những cái câu nói như vậy, những cái câu chê trách, những câu so sánh như vậy, các anh chị có cảm thấy quen thuộc không ạ? Và nó để lại hậu quả cho con cái của mình như thế nào? Hello, you okay girl? Yes. Năm hậu quả của việc so sánh con trong gia đình. Hậu quả đầu tiên đó chính là tạo áp lực cho con. Những đứa trẻ bị so sánh như vậy nó cảm thấy rất là áp lực. Nó cứ phải cố gồng người lên tìm một cách để bằng với người này, bằng với người kia. Và đứa trẻ nó cảm thấy không biết như thế nào là cha mẹ hài lòng. Thật ra bên trong đứa trẻ nó luôn luôn cảm thấy nó yếu kém. Bởi vì cái vấn đề không phải là hiện tại mà ở trước đó những đứa trẻ đã bị so sánh và những cái câu nó đã nằm vào tâm trí đứa con, làm cho nó cảm giác được rằng nó rất là yếu kém ngay từ bên trong. Hậu quả thứ hai là con không được là chính mình. Thì đứa trẻ nó bị so sánh, phải trở thành người này, trở thành người kia. Rốt cuộc đứa trẻ nó không biết bây giờ nó phải làm như thế nào. Hôm nay nó nhìn người này, ngày mai nó nhìn người kia. Một cái con cá mà lại muốn nó leo cây. Tất cả những đứa trẻ đều có những cái tài năng khác nhau. Người cha mẹ lại cứ bắt con đi so sánh với người khác, bắt con đi so sánh với người bạn này, bắt con đi so sánh với người bạn kia. Tất cả mọi người đều có những cái vai nhất định với nhau. Chúng ta không thể mong muốn cả thế giới đều làm giống nhau một việc. Không thể nào nói rằng là tại sao chị con giỏi toán mà tại sao con học dở như vậy. Tất cả những điều đó làm cho đứa trẻ cảm thấy rất là bị tổn thương và nó không được trở thành chính mình. Thứ ba, đó chính là tự ti về bản thân thua kém. Đứa trẻ nó cảm thấy trong gia đình không có tiếng nói, cảm thấy mình không có giá trị gì cả. Lúc nào đứa trẻ nó cũng cảm thấy mình kém, làm cái gì đó rất là dở, rất là kém, rất là tự ti về bản thân của mình. Con người của mình không có giá trị, tiếng nói mình đâu có đâu, thôi không thèm nói gì hết. Dần dần đứa trẻ nó không muốn tâm sự, không muốn chia sẻ. Thậm chí có những đứa trẻ nó dẫn đến sự thù ghét đối với những chị em của nó. À, bình thường á, thì không sao, nhưng bắt đầu so sánh, bắt đầu nó giận, nó ghét. Mặc dù đứa anh nó không nói gì cả, nhưng chính những người cha mẹ đã so sánh con của mình với người chị, với một người bạn, làm cho đứa trẻ nó nuôi dưỡng cái sự tức hận từ bên trong. Nó mong muốn có được tình thương của cha mẹ bằng cách là nó căm thù người kia, nó muốn tiêu diệt người kia, nó ghét bỏ người kia. Mà cái quan trọng nữa là đứa trẻ nó lầm lũi lũi, buồn và chán dữ lắm. Cái hậu quả thứ tư đó chính là con trở thành cái bóng trong gia đình của chính mình. Người cha mẹ thấy con của mình giỏi, đôi khi là không khen con mình giỏi là ơi, bởi vì anh con giỏi nên con giỏi. Con của mẹ giỏi giống như mẹ, con của ba giỏi giống như ba. Làm cho đứa trẻ nó cảm thấy được rằng nó luôn luôn nấp đằng sau cái bóng. Nó không có sự công nhận. Thậm chí khi đứa trẻ nó làm thành công một điều gì đó thì cái người cha mẹ đã không tập trung vô cái đứa con này, mà là lấy cái hình ảnh của người anh trước, tập trung cho người anh trước, một cái người chị trước, làm cho đứa con nó thấy được rằng cái thành tựu mà nó nỗ lực không có bóng dáng của nó, mà dường như cái bóng dáng của chị hai, của anh hai, một người trong gia đình. Chính trong thực tế câu chuyện mà tôi đã dạy cho những người phụ huynh thì có người đã nói với tôi rằng là khi mà chị hát rất hay, chị mang cái giải thưởng về trường để khoe cho ba mẹ của mình, thì lúc đó ông bố ông nói trời ơi xuống ca vô lỗi. Rồi làm sao à, ông bố đem cái huy chương nó đặt trong một cái tủ kính. Có một người bạn đến nhà thấy trong tủ kính đó có cái huy chương đẹp quá, thì người bạn đó mới hỏi ông bố rằng thế thì cái huy chương trong tủ của ai vậy anh hai? Thì ông bố đã nói à, cái này của ông bé cả đó. Thế thì cái đứa trẻ nó ngồi đó nó cảm thấy rất là bị tổn thương. Nó cảm thấy được rằng là chị hai mới là người có giá trị, còn em giỏi cũng vì núp sau cái bóng của chị hai. Lúc đó đứa em nó có cảm thấy vui không ạ? Nó buồn dữ lắm. Nó cứ nghĩ được rằng là nó không có giá trị mà chị hai nó mới là người có giá trị. Bởi vì trong gia đình chị hai lúc nào cũng giỏi, chị hát cũng hay. Đến lúc mà em hát hay, em hát giỏi thì thật ra cũng chỉ là cái bóng của chị hai mà thôi. Hậu quả thứ năm là khiến cho gia đình trở nên xa cách. Những đứa trẻ bị so sánh trong gia đình nó đâu có vui vẻ gì nhìn những cái người mà nó được so sánh đâu. Nó thấy người anh hai là thấy nó bực, nó thấy những người ghét và nó cảm thấy rất là khó chịu trong lòng. Và những đứa trẻ như vậy đó, nó có làm cho gia đình của mình vui vẻ không anh chị?
Do đó những cái đứa trẻ mà nó có trong lòng của nó sự so sánh với người này người kia thì tự nhiên sau này rất là dễ ganh tị với những người giỏi. Ra ngoài khó chơi được với người giỏi dữ lắm, bởi vì không phải là nó không tốt, mà ngay chính trong gia đình người cha mẹ đã cho con thấy được rằng là những người giỏi là con là không có bằng. Nên là nó thấy những người giỏi thì tự nhiên trong lòng của đứa trẻ nó cảm thấy được rằng nó thấp kém hơn. Đó là lý do tại sao quý vị nhìn thấy là có nhiều gia đình tại sao họ cũng rất là giỏi, nhưng mà đứa nó ra ngoài nó không chơi được với những người giỏi hơn, nó luôn luôn ganh tị. Thậm chí là có những người rất là tài năng, thông minh dữ lắm, nhưng mà cuộc đời không có thành công và giàu có được là bởi vì người đó ganh tị với những thành công với những người giỏi hơn mình. Họ không thích chơi với người giỏi, họ chích chơi với những người mà bằng mình và dở hơn mình thôi. Nếu không thì người đó sẽ cảm thấy mình rất là thấp kém. Thậm chí mà có những người lớn tuổi rồi chỉ cần bị so sánh một cái thôi nha là mối quan hệ mâu thuẫn rất là nặng, và thậm chí cái mặt đỏ ngầu lên luôn là do tuổi thơ đã bị so sánh. Người đó mâu thuẫn, nóng tính, ganh ghét và khó chịu với những người tài giỏi trong cuộc sống của chính mình. Đây là năm cái hậu quả mà những người cha mẹ so sánh con sẽ để lại, và tôi tin chắc rằng chính bản thân người lớn của chúng ta cũng vậy thôi. Nếu như một người lớn chúng ta ở đây bị người khác so sánh mình với một người khác thì chúng ta có cảm thấy thoải mái được không ạ? Tôi nói ví dụ như các anh chị ở đây nè, một người vợ nè bị chồng mình so sánh với một người phụ nữ khác, rồi một người chồng bị vợ mình so sánh với một cái người đàn ông khác, rồi một người mẹ bị con mình so sánh với một người mẹ khác, một người cha mẹ, một người con hay một người vợ, một người chồng khi bị so sánh thì tôi biết chắc rằng trong lòng chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy một đứa trẻ nếu nó bị so sánh thì mình đặt mình vào vị trí con, mình cảm nhận sao? Nó buồn lắm, nó đau lắm, và cái điều đó nó đi theo con cả đời, nó tổn thương vô cùng. Do đó tôi muốn chia sẻ anh chị hãy ngưng cái việc so sánh con trong gia đình của mình. Nếu như anh chị cảm thấy những bài học này tuyệt vời thì hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của Trần Bảo Phúc. Hẹn gặp lại các anh chị.